Xin chào toàn thể quý vị và các bạn Trước khi đến với phần đọc truyện ngày hôm nay thì Mai xin phép được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới một vị khán giả đã gửi đến Mai những lời động viên rất là chân thành cũng như là một phần quà trị giá 500.000 Và xin cảm ơn bạn một lần nữa vì những tình cảm đó Cũng xin được cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn theo dõi, ủng hộ Mai cũng như là hắc thoại trong thời gian vừa qua và hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh trong những thời gian tới. và xin chúc các bạn sẽ có những buổi nghe chuyện thật là thú vị. Tân tu bản Thiền lòng bát bộ phần 75 Tiếng thở của Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác mới đầu còn nhẹ sau mạnh dần, càng lúc càng hồn hền. Mặt Tiêu Viễn Sơn càng lúc càng đỏ, về sau tưởng như muốn bật ra máu, còn mộ dung bác thì mặt càng lúc càng tái đi xanh lét thật đáng sợ người đứng xung quanh ai cũng biết một người dương khí thái vượng hư hỏa thượng sung còn người kia thì âm khí thái thịnh phong hàn nhập thể huyền nhân huyền sinh đạo thanh trong người ai cũng mang dược liệu trị thương nhưng không biết thứ nào dùng cho phải đột nhiên vị lão tăng quát lên thôi hai tay nắm lấy hai tay nội tức hai bên tương ứng âm này giúp đỡ dương kia dương kia hóa giải âm này hùng tâm mưu bá đổ vương rồi ra cũng thành cát bụi dù cho huyết hải thâm thù tiêu tan hình bóng cũng không mộ dung bác và tiêu viễn sơn đang nắm tay nghe nhà sư quát lên lập tức bóp chặt lại nội tức trong cơ thể đổ dồn qua đối phương hòa lẫn với nhau lấy hữu dư bổ bất túc mặt hai người người đỏ thì giảm bớt người xanh thì hồng lên rồi cùng trắng bệch một lúc lâu sau hai người sắc mặt bình thường mở mắt ra nhìn nhau mỉm cười tiểu phòng và mộ dung phục thấy cha mình đã mở mắt mỉm cười sung sướng không để đâu cho hết chỉ thấy tiêu viễn sơn và mộ dung bác nắm tay nhau đứng lên cùng quỳ xuống trước vị lão tăng nhà sư hỏi hai người từ chỗ sống đi vào chỗ chết rồi lại từ chỗ chết đi ra trong lòng có còn gì không cởi được nữa chăng nếu như các ngươi chết đi rồi, thì cái gì hưng phục đại yên, báo phục thê cừu còn nữa chăng? Tiêu Viễn Sơn đáp, đệ tử ở chùa Thiếu Lâm 30 năm, trong lòng chẳng có chút gì từ tâm của nhà Phật. Này mong sư phụ thu lục, vị lão tăng đáp, thế mối thù giết vợ, người không còn muốn trả nữa hay sao? Tiêu Viễn Sơn đáp, đệ tử bình sinh giết kẻ vô tội có đến hàng trăm nếu như quyến thuộc những người bị đệ tử sát hại cũng chăm chăm đòi mạng phục thù thì đệ tử đệ tử giấu chết trăm lần e rằng cũng chưa đủ vị lão tăng quay sang mộ dung bác hỏi thế còn ngươi thì sao mộ dung bác mỉm cười nói thứ dân cũng là cát bụi mà vua chúa cũng là cát bụi. Khôi phục đại yên cũng là không mà có. Khôi phục được thì cũng là không. Nhà sư cười ha hả nói. Quả là đại triệt đại ngộ. Thiện tai thiện tai. Mộ dung bác nói. Cầu sư phụ thu làm đệ tử. Để sớm được khai đường mở lối. Vị lão tăng nói tiếp. Các người muốn xuất gia làm sư, thì phải nhờ các vị đại sư chùa Thiếu Lâm Thế Độ. Ta có mấy lời để cho các ngươi nghe. Nói xong ngồi xuống thuyết pháp. Tiêu Phong và Mộ Dung Phục thấy cha mình quỳ xuống cũng quỳ theo. Huyền nhân huyền sinh thần sơn đạo thanh. Nghe thấy nhà sư nói những lời tinh diệu không khỏi vui mừng. Tự nhiên sinh lòng kính ngưỡng. Ai nấy đều quỳ xuống. Khi đoàn dự đến nơi, thì đang lúc nhà sư giảng Phật cho mọi người nghe, định vòng qua trước mặt xem hình dung thế nào, ngờ đâu cứu ma trí. Thốt nhiên hạ, hạ, độc thủ, ngực chúng phải hỏa diễm đao của y. Đoàn dự hôn mê không biết bao lâu mới từ từ tỉnh dậy. Mở mắt ra, vật đầu tiên chàng thấy là một cái đình màn bằng vải, rồi phát giác mình đang nằm trên giường giữa đống chăn mềm. Chàng nhất thời đầu óc chưa tỉnh táo nên không rõ ràng. Chỉ mang máng nhớ là mình bị cưu ma trí ám toán. Còn tại sao nằm trên giường thì không sao nghĩ ra được. Đoàn dự khát khô cả cổ, đang định ngồi dậy. Nhưng vừa cựa mình thì ngực đau nhói, nhịn không nổi kêu lên A à một tiếng. Chỉ thấy bên cạnh có tiếng một thiếu nữ reo lên. Đoàn đại ca tỉnh dậy rồi, đoàn đại ca tỉnh dậy rồi. Giọng đầy vui vẻ, đoàn dự nghe tiếng cô gái có vẻ quen quen, nhưng không nghĩ ra được là ai. Rồi một thiếu nữ mặc áo xanh dạo bước vào phòng. Cô gái mặt bầu bầu, khóe miệng có núm đồng tiền, chính là Trung Linh, người năm xưa chàng từng gặp nơi núi vô lượng cha nàng là kiến nhân tự sát chung vạn cửu có thù với cha chàng nên tính chuyện gia hại ngờ đâu khi đoàn dự từ thạch thất đi ra lại ôm trong tay một cô gái quần áo sộc sạch chính là trung linh khiến cho kẻ hại người kia hóa ra hại mình làm chung vạn cửu tức muốn chết trong địa đạo nơi vạn kiếp cốc mọi người co kéo xô đẩy đoàn dự ngu ngơ vô tình hút không ít nội lực của người khác chẳng bao lâu sau đã bị cưu ma trí bắt đem qua trung nguyên xa cách cả năm đâu có ngờ lại gặp lại nhau ở chỗ này trung linh vừa nhìn thấy đoàn dự mặt đã bọ đỏ bừng núng nịu hỏi đại ca quên tiểu muội rồi chăng có còn nhớ tiểu muội họ gì không đoàn dự vừa nhìn thấy nàng trong đầu đã hiện ra ngay một bức tranh. Hôm đó, nàng ngồi trên xà nhà, tại vô lượng cung, hai chân đong đưa, miệng cắn hạt dưa. Trên đầu đôi hải xanh, mỗi bên thêu một đóa hoa vàng nho nhỏ. Bây giờ hiện ra rõ mồn một, chàng liền buột miệng hỏi. Đôi giày xanh có thêu đóa hoa vàng của cô đâu rồi? Trung Linh mặt đỏ ửng, hết sức vui mừng, mỉm cười nói đi rách rồi, đại ca còn nhớ được sao? Hóa ra, hóa ra huynh vẫn chưa quên muội. Đoàn dự cười nói, sao cô không cắn hạt dưa nữa? Trung Linh đáp, hay nhỉ, mấy hôm nay phục thị huynh dưỡng thương, lo lắng muốn chết. Ai ở không mà lại cắn hạt dưa? Nàng buột miệng nói hớ để lộ tâm tình, khiến cho mặt lại đỏ bừng lên. Đoàn dự ngẩn ngơ nhìn nàng, nghĩ bụng nàng vốn dĩ đã mong làm vợ mình, về sau lại phát giác chính là em gái, bèn thở dài một tiếng nói: "Hảo muội tử, sao cô đến được nơi đây?" Trung Linh vẫn bén lén nhưng ánh mắt lóe lên một nụ cười vui mừng nói: "Dự ca rời khỏi vạn kiếp cốc rồi chẳng về, chẳng quay lại." khiến tiểu muội giận ơi là giận. Đoàn dự vội hỏi, giận ta chuyện gì? Trung Linh liếc xéo chàng một cái nói, giận ai đó quên muội chứ sao? Đoàn dự thấy mắt nàng đầy vẻ tình tứ, bỗng chạnh lòng kêu lên, hảo muội tứ. Trung Linh ra vẻ ngúng nguẩy nói, Tiểu muội chắc là bấy lâu nay Dự ca cùng ai thân mật nên không thèm hỏi thăm muội một lần. Giận quá tìm đến chấn Nam Vương Phủ, nghe ngóng mới hay huynh bị một gã ác hòa thượng bắt đi. Tiểu muội tiểu muội sốt ruột quá nên mới đi ra ngoài tìm. Đoàn dự hỏi, chuyện của cha ta với má má cô, mẹ cô đã kể lại cho cô nghe chưa? Trung Linh đáp, chuyện gì là chuyện gì? Tối hôm đó, công tử cùng vương gia đi rồi, mẹ muội liền lăn ra bất tỉnh. Từ đó người không khỏe, mỗi lần thấy muội lại sụt sùi, gợi chuyện thì mẹ muội chẳng nói gì hết. Đoàn dự ngập ngừng. Ôi, phu nhân không nói gì với cô ư. Hóa ra, hóa ra cô chưa biết gì cả. Trung Linh hỏi. Chưa biết chuyện gì? Đoàn dự đáp. Không biết, cô chính là chính là trung linh mặt đỏ ửng cúi đầu khe khẽ nói làm sao muội biết được hôm đó ở trong thạch thất công tử đang bồng muội bỗng dưng thấy bao nhiêu là người tiểu muội sợ muốn chết lại thêm phần xấu hổ chỉ còn nước nhắm mắt lại những gì cha huynh nói tiểu muội tiểu muội đều nghe thấy rõ ràng Cả hai cùng nghĩ đến hôm ở bên ngoài căn thạch thất. Đoàn chính thuần đã từng nói với Trung Vạn Cửu. Lệnh ái ở trong thạch thất với tiểu nhi cũng đã lâu. Cô nam quả nữ cởi chân cởi chuồng ở trong một căn phòng tối tăm thế này. Làm gì còn trong trắng cho nổi. Con ta là thế tử Trấn Nam Vương. Tuy chưa chắc đã lấy con gái ngươi làm chính phi được nhưng năm thê bảy thiếp thì có gì mà chẳng xong. Ta với ông cũng là chỗ thông gia rồi còn gì. Ha 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 ha. Đoàn dự thấy nàng mặt càng lúc càng đỏ nên nhỏ nhẹ nói. Hảo muội tử, hóa ra cô chưa biết những chuyện nguyên do bên trong. Cô em ơi, cái đó, cái đó không được đâu. Trung Linh hoảng hốt là mộc tỷ tỷ không bằng lòng ư mộc tỷ tỷ đâu đoàn dự đáp không đâu cô ấy cô ấy cũng là trung linh mỉm cười nói không phải cô ấy không được như vậy là huynh không cần muội nữa rồi vừa nói vừa le lưỡi đoàn dự thấy nàng đầy vẻ thơ ngây trong trắng ngực lại nhói lên nhưng lúc này không tiện cho nàng biết sự thật bèn hỏi thế sao cô đến được chốn này trung linh đáp muội đi tìm huynh đất trung nguyên chạy đông chạy tây chẳng nghe tin tức gì mấy bữa trước khéo làm sao lại gặp được gã học trò của dự ca là nhạc lão tam nhưng y không thấy muội muội nghe thấy y nói chuyện với người ta rằng các lộ hảo hán đang đi lên chùa thiếu lâm có trò vui lắm bọn họ cũng đi nữa gã ác nhân Vân Trung Hạc mới ghẹo y. Thế là thể nào cũng có dịp gặp được sư phụ. Nhạc Lão Tam nổi cọc, bảo là vừa gặp dự ca là sẽ bẻ cổ ngay. muội vui mừng, vừa lo lắng nên lén lén đi theo, sợ nhạc Lão Tam và Vân Trung Hạc trông thấy nên không dám đến gần. Chỉ lang thang dưới chân núi, gặp ai cũng hỏi thăm tin tức định dặn huynh cẩn thận kẻo đồ nhi xếp bè cổ muội thấy một căn nhà không có ai ở chẳng ngại ngùng gì vào ở luôn đoàn dự nghe cô gái nói qua loa như thế nhưng dung nhan nhuốm vẻ phong sương không còn vẻ ngây thơ không lo không buồn như lần gặp nàng nơi núi vô lượng nghĩ bụng nàng mới bấy nhiêu tuổi đã lặn lội đi tìm mình một thân bôn tàu giang hồ trong những ngày qua ắt hẳn phải chịu bao nhiêu khổ sở tình ý đối với mình sâu đậm biết bao nhịn không nổi giơ tay cầm lấy tay nàng khẽ nói hảo muội tử cũng may trời còn thương cho ta gặp được cô trung linh mỉm cười nói cũng may trời còn thương nên cho muội gặp được dự ca hi hi nói vậy chẳng thừa sao huynh gặp muội dĩ nhiên muội cũng gặp huynh rồi nàng ngồi xuống giường hỏi sao huynh lại đến được nơi đây đoàn dự mở to mắt nói ta đang định hỏi cô đây tại sao ta lại đến được chỗ này ta chỉ còn nhớ gã ác hòa thượng đột nhiên ám toán ngực ta chúng phải đao khí vô hình của y bị thương rất nặng rồi sau chẳng còn biết gì nữa trung linh nhíu mày nói thế thì quả là kỳ quái hôm qua lúc xế chiều muội đi ra vườn hái rau đem vào bếp rửa sạch sẽ đang định nấu ăn nghe thấy trong phòng có tiếng rên muội sợ hết hồn cầm con dao thái rau chạy vào trong phòng thấy trên giường đã có người nằm muội hỏi luôn mấy câu ai thế ai thế không thấy trả lời muội chắc mầm là kẻ đổi bại. Giờ dao lên định chém xuống giường, may sao, may sao huynh nằm ngửa lên nên muội nhìn thấy mặt huynh, lúc đó tưởng như muốn ngất đi, đến con dao bầu cũng rơi xuống đất mà không hay. Nàng nói tới đây, ta đưa đấm nhẹ nhẹ lên ngực mình. Chắc là nghĩ đến tình hình hung hiểm lúc bấy giờ, nghĩ lại vẫn còn khiếp đảm đoàn dự nghĩ thầm. Nơi đây cách chùa Thiếu Lâm không xa. Có lẽ mình thụ thương rồi. Có người nào đưa mình đến đây? Trung Linh nói tiếp. Muội gọi huynh mấy tiếng, nhưng huynh chỉ rên rỉ, chẳng mở mắt nhìn muội. Muội sờ đầu thấy nóng ơi là nóng, trên áo lại dính đầy máu. Biết huynh đã bị thương nên cởi áo ra xem thương thế ra sao. Thì đã băng bó kỹ càng, muội sợ động đến vết thương nên không dám cởi dây buộc. đợi mãi huynh không tỉnh lại. ôi, muội vừa mừng lại vừa lo, không biết phải làm sao đây. Đoàn Dự nói để khiến cô phải lo, quả thật là ấy nấy lắm. đột nhiên Trung Linh mặt sầm xuống nói huynh là người chẳng ra gì, nếu sớm biết huynh vô lương tâm như thế thì muội chẳng thèm nhớ tới huynh làm gì. Bây giờ thôi, muội mặc kệ huynh, huynh sống chết gì cũng vậy, muội không nhìn huynh nữa đâu." Đoàn Dự nói. "Sao thế? Sao tự nhiên cô lại nổi giận với ta?" Trung Linh hứ một tiếng, bĩu môi nói. "Huynh tự mình biết, con phải hỏi muội làm gì?" Đoàn Dự hoảng hốt. "Ta, ta quả thật không biết." hảo muội tử cô nói cho ta nghe đi nào trung linh hậm hực đáp hứ ai bảo là hảo muội tử của huynh khi huynh nằm mơ huynh nói những gì huynh tự biết chứ việc gì phải hỏi ta quả là gớm thật đoàn dự lập cập nói khi ta nằm mơ ta nói những những gì đó là những lời nói nhăng nói cuội đừng có coi là thật À, ta nghĩ ra rồi. Chắc là ta nằm mơ gặp được cô. Vui mừng quá đỗi nên ăn nói vô ý vô tứ. Xúc phạm đến cô chứ gì. Trung Linh đột nhiên ứa nước mắt. Cúi đầu nói. Đến giờ phút này mà sao Huynh vẫn còn muốn lừa dối ta? Trong giấc mộng Huynh gặp ai? Đoàn dự thở dài. Sau khi ta bị thương, từ đó hôn mê bất tỉnh thật chẳng biết nói làm nhảm những gì nữa. Trung Linh đột nhiên sáng giọng. Thế ai là Vương Cô Nương? Vương Cô Nương là người nào? Tại sao khi huynh hôn mê, chỉ gọi tên cô ta là sao? Đoàn dự trong lòng chua xót hỏi lại. Ta quả thật gọi tên Vương Cô Nương sao? Trung Linh đáp. Có gì mà không gọi? Huynh hôn mê bất tình cũng gọi đủ biết lúc nào cũng nhớ đến cô ta được huynh đi gọi vương cô nương nhà huynh đến hầu hạ huynh đi ta sẽ không lo cho huynh nữa đoàn dự thở dài một tiếng nói trong tim vương cô nương đó đâu có hình bóng ta ta có nhớ đến cô ấy cũng chỉ bằng không trùng linh hỏi lại sao lại thế đoàn dự nói cô ta chỉ thích biểu ca thôi còn với ta thì có lý gì đến đâu? Trung Linh đang giận đổi sang mừng rỡ, cười nói. Ta ơn trời đất, đúng là ác giả ác báo. Đoàn dự hỏi, bộ ta là người ác sao? Trung Linh nghiêng đầu, một bên mái tóc xóa ra cười nói. Học trò anh nhạc lão tam là đại ác nhân. Đến học trò đã ác thế, sư phụ đương nhiên còn ác hơn gấp bội đoàn dự cười nói thế còn sư nương thì sao nhạc lão tam đã chẳng gọi cô là tiểu sư nương đấy ư chàng buột miệng nói ra bỗng cảm thấy hối hận sao mình lại nói với em gái mình những câu bông lơn như thế được trung linh đỏ mặt hứ một tiếng nhưng trong lòng vô cùng sung sướng đứng lên xuống bếp múc lên một tô cháo gà nói nồi cháo này nấu đã lâu lắm rồi chờ huynh tỉnh dậy vậy mà lửa vẫn chưa tắt đoàn dự nói thật chẳng biết lấy gì để tạ ơn cô được chàng thấy trung linh bưng cháo đến gượng ngồi dậy động đến vết thương nhịn không nổi phải suýt xoa trung linh vội nói huynh không phải ngồi dậy để muội đút cháo cho phường gian ác Đoàn dự ngạc nhiên nói, cái gì mà phường gian ác? Trung Linh lại đáp, thế huynh là sư phụ của đại ác nhân, không phải là phường gian ác thì là gì? Đoàn dự cười, thế còn cô? Trung Linh dơ thỉa cháo đang bốc hơi nghi ngút lên, để ngang mặt đoàn dự nghiêm mặt nói. Huynh thử nói quàng nói xiên xem, muội có hát muỗng cháo này vào người không nào? đoàn dự le lưỡi đáp không dám không dám đâu ác nhân đại tiểu thư ác nhân cô cô quả là ghê gớm quả là ác quá trung linh phì cười lúc đó muỗng cháo đã đến gần đoàn dự sợ đổ nên vội vàng tập trung tinh thần đưa lên môi nếm thử một tí thấy không nóng quá lúc ấy mới đưa vào mồm đoàn dự đoàn dự húp mấy muỗng cháo thấy mặt nàng đỏ ao, môi trên lấm tấm mấy giọt mồ hôi tâm hồn lãng đãng nghĩ thầm tiếc thay nàng lại là em gái ta nàng là em gái ta cũng chẳng hề gì ôi giá như người đốt cháo cho ta mà là vương cô nương thì dù con là thuốc độc nát gan đứt ruột ta cũng thấy ngọt như đường trung linh thấy chàng ngơ ngẩn nhìn mình trên mặt đầy vẻ tình tứ, đâu có nghĩ rằng đoàn dự đang nghĩ tới người khác, mỉm cười nói. Có gì mà phải nhìn, bỗng nghe kẹt một tiếng, ai đó đẩy cửa bước vào, rồi nghe tiếng một thiếu nữ. Thôi, mình ở đây nghỉ một lát, rồi có tiếng đàn ông đáp. Phải lắm, cô nương chắc mệt lắm rồi, tôi, tôi rất áy náy. Cô gái đáp, chỉ nói tầm sàm, đoàn dự nghe tiếng hai người nói chính là A Tử và bang chủ cái bang Trang Tụ Hiền. Chàng tuy chưa từng gặp mặt hay nói chuyện với A Tử lần nào, nhưng đã từng nghe bọn Chu Đan Thần kể lại, cô bé này chính là con riêng của phụ thân, cũng lại là một cô em khác của mình nữa. Lại trời lại đất, may mà không có thêm một mối tình nghiệt ngã với mình cô em đó từ bé đã đầu nhập môn hạ phái tinh tú nên tiêm nhiễm tà ác muốn làm gì là làm trong tứ đại hộ vệ của phủ trấn nam vương là chử vạn lý đã bị cô ta làm nhục tức quá mà chết đoàn dự từ nhỏ đã cùng chử cổ phó chu tứ hộ vệ giao tình rất thân thiết nghĩ đến cái chết của chử vạn lý nên cũng không muốn gặp cô em bướng bỉnh này làm gì. Vướng chi hôm qua chính mình đã tương trợ tiêu phong đối địch với trang tụ hiền. Nếu như bây giờ y trông thấy, e rằng tính mạng khó mà an toàn, nên vội đưa tay ra hiệu đừng lên tiếng. Trung Linh gật đầu, cầm cầm bát cháo gà không dám đặt xuống bàn sợ rằng mình sẽ gây ra một tiếng động nhỏ bỗng nghe a tử kêu lên này có ai không đấy có ai không trung linh nhìn đoàn dự không lên tiếng nghĩ thầm người này chắc là vương cô nương cô ta đi cùng với biểu ca cho nên đoàn lang không muốn gặp đây mà nàng rất muốn xem vương cô nương người như thế nào Dùng hoa nguyệt mạo ra sao Mà khiến cho đoàn dự thần hồn điên đảo Nhưng không dám bước đi Nghĩ thầm Nếu đoàn dự gặp lại cô nàng E rằng không hay Nên cô ta gọt một hồi không tiếng Cô ta gọi một hồi không nghe tiếng trả lời Át sẽ cùng biểu ca bỏ đi A tử lại kêu to Trong nhà bộ chết hết rồi sao Không ai ra đây còn không chịu ra cô nương đốt nhà các ngươi bây giờ trung linh nghĩ thầm vương cô nương này quả là ngang ngược du thản chi nói nhỏ đừng lên tiếng nữa có người đến đó a tử hỏi ai vậy cái bang chăng du thản chi đáp chưa biết có bốn năm người không chừng là người cái bang họ đang đi về hướng này a tử nói Bọn trưởng lão cái bang đều thối tha. Ngoài toàn trưởng lão ra không có kẻ nào tốt cả. Bọn họ đang có bụng tạo phản. Nếu để họ thấy thì hai đứa mình hỡi ôi. Dù thản chi hỏi. Vậy biết phải làm sao? A à, tử đáp. Vào trong phòng trốn đã rồi tính sau. Người bị thương nặng không nên cùng họ động thủ. Đoàn dự kêu khổ thầm vội vàng ra hiệu cho trung linh bảo nàng tìm cách lẩn trốn thế nhưng nhà cửa miền núi phòng bé nhỏ vừa vào là sẽ thấy ngay không có chỗ nào mà ẩn náu cả trung linh đưa mắt nhìn bốn bề chưa biết tính sao thì đã nghe tiếng chân từ ngoài sảnh có hai người tiến vào phòng bèn nói nhỏ chui xuống gầm giường nàng đặt bát cháo xuống liền ôm lấy đoàn dự cả hai chui xuống trên núi thiếu thất cứ đến mùa đông khí trời lạnh buốt dân chúng ai cũng đốt lửa dưới gầm giường cho ấm lúc này mới bắt đầu mùa đông nhưng chưa cần trụm lửa nhưng dưới gầm giường đầy cho than đoàn dự vừa chui vào đã bay vào đầy mặt không chịu nổi muốn hắt hơi nhưng cố gượng lại trung linh thò đầu ra xem thấy một đôi chân nhỏ nhắn mang giày bằng gấm tím vào phòng, rồi nghe tiếng đàn ông nói. Ồ, oh, tôi cứ bảo cô cõng tới cõng lui, quả là cực nhọc cho cô quá đỗi. Hiếu nữ nói, chúng ta, người thì mù, người thì què, phải lo liệu cho nhau chứ. Trung Linh ngạc nhiên nghĩ thầm, thì ra vương cô nương là người mù cô ta cõng biểu ca trên lưng thành thử mình không nhìn thấy chân của gã này a tử đẩy du thản chi lên giường nói ồ oh, đã có người ngủ trên giường này rồi chăn chiếu vẫn còn ấm chỉ nghe bình một tiếng cửa đã bị ai đó đá tung ra có mấy người xông vào một người ồm ồm nói trang bang chủ chuyện đại sự trong bang chưa xong sao đã buông xuôi bỏ đi là có ý gì đây người đó chính là tống trưởng lão ông ta dẫn theo hai đệ tử bảy túi hai đệ tử sáu túi đuổi theo du thản chi cha con tiêu phong cha con mộ dung phục cùng quần tăng chùa thiếu lâm và quần hùng trung nguyên chạy vào chùa rồi bọn ăn mày thấy hôm nay mất mặt quá nên không sắp xếp cho ôn thỏa e rằng bang hội lớn nhất trung nguyên không còn đất đứng trong võ lâm việc oán thù giữa cha con họ tiêu và cha con họ mộ dung người trong cái bang không nhúng tay vào tuy nói với bao bất đồng rằng đông cưu địch khái thật muốn kiếm tiêu phong rửa hận nhưng bản bang từ nay làm sao thân lập mệnh với thực sự là việc quan trọng hơn cả Người nào cũng chỉ nghĩ tới làm sao lập được một bang chủ anh minh để trùng chấn hùng phong vãn hồi lại thanh danh cho cái bang. Thế nhưng khi tìm trang tụ hiền thì trong lúc hỗn loạn không biết y đã bỏ đi đâu mất. Quần cái vẫn tưởng hai chân y gãy rồi không cách gì đi xa được. Thành thử chia nhau đi tìm. Có người lên tiếng chửi rủa y đã bái tinh tú lão quái làm thầy làm mất mặt cái bang có người thì chửi y sai người ám hại anh em trong bang nhất định phải kiếm y đòi nợ máu còn toàn quan thanh thì cũng đã bị tống trưởng lão và ngô trưởng lão hợp lực bắt được trói lại chờ khi bắt được trang tụ hiền rồi xử tội luôn thể tống trưởng lão dẫn bốn người theo hướng Đông Nam núi thiếu thất đi tìm, nhìn thấy xa xa có bóng người áo tím thấp thoáng đi vào một nhà nông, cho rằng chính là A Tử. Lại thấy lưng nàng có cõng một người, trông giống như Trang Tụ Hiền lập tức đuổi tới. Quả nhiên thấy hai người ngồi sóng đôi trên giường. A Tử lạnh lùng nói, Tống trưởng lão, nếu người vẫn gọi y là bang chủ, Sao lại la ó, om sòm, không ra vẻ quy củ gì thế hả? Tống trưởng lão trưng hừng, nghĩ bụng, lời của nàng không phải là vô lý, bèn đấu dịu. Bang chủ, mấy nghìn huynh đệ hiện còn đang ở núi thiếu thất, tính toán để xem bang chủ chỉ thị thế nào. Dù thản chi đáp, các người vẫn còn coi ta là bang chủ hay sao? Các người bảo ta quay lại, cốt để giết ta cho bõ tức chứ gì ta không đi đâu tống trưởng lão quay sang bốn đệ tử nói tiếp mau đi báo tin bang chủ đang ở nơi đây bốn đệ tử cùng đáp vâng rồi quay mình ra đi a tử quát lên ra tay du thản chi nghe lời một trưởng đánh ra dưới gầm giường trung linh và đoàn dự thấy khí lạnh buốt thấu xương bốn đệ tử cái bang không kịp hự lên một tiếng lăn ra chết hết tống trưởng lão vừa tức vừa giận vừa sợ giơ tay lên che ngực quát lớn người người đối với anh em trong bang mà hạ độc thủ như vậy sao a à tử nói giết luôn cả y đi du thản chi lại đánh ra một trường tống trưởng lão giơ tay gạt đi kêu lên một tiếng văng ra ngoài cửa A Tử cười khanh khách nói Gã này không sống nổi nữa rồi Người có đói không? Mình đi kiếm xem có gì ăn không nào Nàng ta lại cõng Du Thản Chi lên lưng Hai người đi cùng xuống bếp Lấy đồ ăn Trung Linh đã nấu sẵn Đem lên trên sảnh ngồi ăn Trung Linh ghé tai đoàn dự Hai đứa này không biết xấu Ăn hết nồi cháo muội nấu cho huynh rồi đoàn dự cũng nói nhỏ bọn họ thật là độc địa vừa ra tay đã giết người ăn xong thể nào cũng vào đây mình mau mau theo ra cửa sau để chạy đi thôi trung linh không muốn đoàn dự gặp cô gái họ vương kia nghe nói thế quả thật đúng là cầu được ước thấy hai người rón rén từ dưới gầm giường chui ra trung linh thấy đoàn dự đầu tóc đầy tro than tức cười quá phải lấy tay bịt mồm lại. Ra khỏi phòng rồi, đi ngoang qua bếp, vừa mới bước ra cửa sau, đoàn dự ngứa mũi quá nhịn không nổi phải hát xì một tiếng. Chỉ nghe tiếng du thản chi kêu lên. Có người. Trung Linh thấy bốn bề không chỗ nào có thể trốn được, chỉ có sau bếp là một gian phòng chứa củi. Vội vàng lôi đoàn dự chui vào trong đám rơm củi kia lại nghe A Tử quát hỏi. Người nào đó sao lại thập thò, có mau ra đây không? Nàng từ khi mắt mù, tai lại càng thêm linh mẫn, nghe thấy tiếng sột soạt trong đống rơm liền nói. Trong đống củi có người, trùng linh trong lòng kinh hoàng, bỗng thấy có nước nhỏ xuống mặt mình, giơ tay sờ thấy nhờn nhờn, lại người thấy mùi tanh, giật mình hỏi nhỏ. Đoàn ca, vết thương anh ra sao rồi? Đoàn dự đáp, đừng lên tiếng. A tử chỉ vào trong phòng chứa củi kêu lên, ở phía đó. Du thản trì đánh ra một trường, nghe rắc rắc, cánh cửa vỡ tan cùng với dơm củi bay tung tóe. Trung linh kêu lên, chớ có đánh, chớ có đánh để chúng tôi chui ra. Nàng đỡ đoàn dự từ trong đống củi bò ra, đoàn dự trước đây bị cưu ma chí đánh một chiêu hỏa diễm đao thụ thương khá nặng đã chui xuống gầm giường lại chui ra ẩn sau đống củi di động mấy lần vết thương lại vỡ ra chàng bị thương rồi không còn bụng dạ nào mà đánh nhau tuy nội lực cực kỳ hồn hậu nhưng cho rằng mạng mình sắp chết đến nơi không nghĩ đến việc dùng lục mạch thần kiếm để ngự địch a à tử nói. Sao lại có giọng của một tiểu cô nương? Du thản chi đáp. Có một gã trai dắt một cô gái trốn trong đống củi. Người thì đầy máu. Cô gái mắt long lanh đang nhìn cô đó. A tử từ khi bị mù, ghét nhất là ai nói tới mắt bèn hỏi. Cái gì mà mắt long lanh? Bộ mắt cô ta đẹp lắm hay sao? Du thản chi nói. Cô ta cả người dơ giấy lắm, chắc là con nhà nông, còn đôi mắt thì đen lay láy cực kỳ linh hoạt. Trùng Linh chui xuống gầm giường, người dính đầy mồ hóng, bụi bậm nhưng đôi mắt vẫn đen nháy long lanh như nước mùa thu. A Tử giận quá nói: được, chàng công tử, người mau mau móc mắt nó ra. Du Thản Chi ngạc nhiên hỏi: đang yên đang lành, sao lại móc mắt người ta? A Tử thuận miệng đáp mắt của ta bị đinh lão quái làm mù rồi. Người móc mắt cô ta ra lắp vào cho ta, để ta lại nhìn thấy chẳng hay lắm hay sao. Dù thản chi ngầm kinh hãi nghĩ thầm, nếu như mắt cô ta sáng ra, thấy hình dáng như quỷ của ta thì sẽ không còn để ý đến ta nữa. Không chừng lại nhìn ra bộ mặt thật, biết ta chính là thiết xỉu. Chuyện này nhất định không thể nào được y bèn nói Nếu như có thể chữa được đôi mắt cho cô Thì thật hay biết mấy Có điều, có điều cái cách của cô e rằng không hiếu hiểu. A tử biết thừa là móc mắt người khác Giáp vào cho mình đâu có được Nhưng từ khi nàng bị mù Lòng bực tức oán hận Chỉ mong tất cả thiên hạ Ai ai cũng mù cả thế mới vừa lòng liền đáp Người chưa thử qua, sao biết là không được động thủ mau móc mắt nó ra xem nào nàng vẫn đang cõng Du Thản Chi trên lưng lập tức xông về phía Đoàn Dự và Trung Linh Trung Linh nghe hai người nói qua nói lại trong bụng kinh hãi vội vàng bỏ chạy trong nháy mắt đã chạy xa hơn chục trượng A à, Tử mắt đã mù lại phải cõng Du Thản Chi trên lưng dĩ nhiên làm sao đuổi kịp huống chi du thản chi cũng chẳng muốn đuổi theo trung linh làm gì nên chỉ đường con lệch đi một chút nói năng lại ấm a à ấm ớ cố tình bỏ lỡ cơ hội a à tử nghe tiếng chân của trung linh biết rằng đuổi theo không kịp được quay lại quát lớn con bé đó chạy mất rồi thôi quay về giết thằng đàn ông kia vậy trung linh nghe nàng nói vậy kêu hoảng lên dừng chân lại quay đầu thấy đoàn dự đang nằm lăn dưới đất máu bên người vẫn tiếp tục chảy ra nàng liền quay trở lại kêu lên con nhỏ đuôi kia chớ có hại huynh ấy khi đó nàng đang nhìn thẳng vào mặt a tử thấy a tử dung bạo đẹp đẽ quả là một tiểu mỹ nhân có ngờ đâu bụng dạ lại tàn độc đến thế a tử quát lớn điểm huyệt nó dù thản chi không muốn nhưng nàng đã bảo thì đâu dám cãi lời khi ở nam viện vương phủ ở dưới ở nước nam kinh nước liêu đã vậy mà đến khi làm bang chủ cái bang rồi cũng thế lập tức cúi xuống giơ ngón tay điểm trung linh ngã lăn ra trung linh kêu lên vương cô nương cô chớ có làm hại huynh ấy huynh ấy trong giấc mơ vẫn nhắc đến cô đối với cô quả là thành tâm thành ý a tử lạnh lùng nói ngươi nói sao ai là vương cô nương trung linh đáp cô cô không phải là vương cô nương sao thế thì cô là ai a tử cười nhạt nói ừ ngươi gọi ta là con nhỏ đuôi thì ngươi cũng sắp biến thành con nhỏ đuôi đây rồi còn hỏi đông hỏi tây gì nữa nhân lúc đôi mắt còn sáng cố nhìn thêm vài cái mới là cần. Nàng bỏ Du Thản Chi xuống nói. Móc hai mắt tiểu cô nương này cho ta. Du Thản Chi đáp. Vâng. Y giơ tay nắm cổ Trung Linh. Trung Linh sợ quá kêu lên. Đừng có móc mắt ta. Đừng có móc mắt ta. Đoàn dự nằm nửa mê nửa tỉnh dưới đất. Nhưng cũng biết hai người này đang toàn móc mắt Trung Linh ra để ráp vào mắt A Tử. Chàng cũng biết đáng lẽ Trung Linh chạy thoát rồi, chỉ vì muốn cứu mình mà quay đầu trở vào, miệng hùm nanh cọp, đoàn dự liền hít một hơi cố nói. Các ngươi hãy móc mắt ta đi, ta với nó, ta với nó cùng một nhà, dùng sẽ hợp hơn. A tử không hiểu anh chàng nói gì nên chẳng thèm để ý, chỉ thúc giục du thản chi. Sao ngươi còn chưa động thủ? dù thản chi không còn biết sao hơn đành đáp lời vâng y liền kéo trung linh lại gần ngón tay trỏ đưa ra toan đâm vào mắt phải trung linh bỗng có tiếng đàn bà nói này các ngươi làm gì ở đây thế dù thản chi ngẩng đầu lên rất sợ hãi thấy bên cạnh dòng suối có hai người đàn ông cùng bốn cô gái đứng đó hai người đàn ông là tiêu phong và hư trúc còn bốn thiếu nữ chính là thị nữ Mai Lan Trúc Cúc Tứ Kiếm. Tiêu Phong thoáng thấy đoàn dự nằm dưới đất, lập tức xốc tới bồng chàng lên trao mày. Vết thương lại vỡ ra, chảy nhiều máu lắm. Ông quỳ xuống để đoàn dự dựa vào đùi xem xét vết thương. Hư Trúc cũng chạy tới xem vết thương của đoàn dự nói. Đại ca không phải hoàng hốt, cửu chuyển hùng xà hoàn của đệ đây có thể trị thương linh nghiệm. Y liền điểm huyệt chung quanh vết thương cho máu ngừng chảy, rồi cho đoàn dự uống thuốc. Đoàn dự liền kêu lên, đại ca, nhị ca, mau mau cứu người, đừng để họ móc mắt chung cô nương, thà lấy mắt của ta còn hơn. Chung cô nương là em gái của đệ đó. Tiểu phòng và hư trúc cùng quay sang du thản chi. Dù thản chi trong lòng sợ hãi, Huống chi vốn đã không muốn móc mắt trung linh, lập tức thả nàng ra. A tử nói. Tỷ phu, khi tỷ tỷ sắp chết, nói những gì? Huynh đánh chết tỷ tỷ, những gì tỷ ấy dặn dò lúc sắp chết. Huynh không còn nhớ gì nữa hay sao? Tiểu phòng nghe nàng nhắc đến A châu, vừa đau lòng vừa tức tối, hừ một tiếng không trả lời. A tử lại tiếp tỷ phu chẳng lo liệu cho muội đến như đinh lão quái đánh mù mắt mà cũng chẳng ngó ngàng gì đến tỷ phu ơi ai ai cũng bảo huynh là đại anh hùng số một trên đời vậy mà không bảo vệ nổi một cô em vợ rõ ràng đinh lão quái đánh không lại huynh có điều huynh chẳng thèm bảo vệ tiểu muội chẳng thèm lo lắng gì đấy mà thôi tiểu phòng buồn bã nói Cô bị người trong cái bang bắt đi Để đến nỗi hai mắt phải mù Cũng bởi ta bảo vệ không chu đáo Quả là có lỗi với cô thật Mới đầu ông thấy A Tử ngang ngược Đòi móc mắt trung linh Trong bụng khó chịu Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vô quang của nàng Lại nhớ đến lời dặn dò của A Châu lúc lâm chung Cái đêm hôm mưa gió bão bùng bên cái cầu đá xanh kia A Châu sau khi bị đánh một trường chí mạng, nằm gục trong lòng ông dặn dò. Thiệp chỉ có một đứa em gái, hai đứa từ nhỏ đã không được ở gần nhau. Xin chàng trông nom cho nó. Thiệp chỉ lo nó đi chẳng đi vào đường ngay nẻo tránh. Khi đó, mình đã từng nói, nói gì một điều, dẫu có trăm điều, nghìn điều ta cũng bằng lòng. Thôi đành vậy, A Tử dẫu sao cũng đã bị mù, dù cô ta có xấu xa bậc nào thì cũng bởi vì mình bảo vệ không chu đáo lúc này tiêu phong thấy mắt nàng đã bị mù trong lòng không khỏi xót thương sắc mặt tự nhiên dịu lại ánh mắt trở nên hiền từ a tử đã ở với ông lâu ngày nên hiểu rõ tính tình tiêu phong biết rằng chỉ cần mình nhắc đến a châu thì dù cho việc gì có khó khăn đến đâu ông cũng làm trăm lần không sai một. Nghĩ thế, bèn thở dài buồn bã nói với Tiêu Phong. Tỷ phu, mắt muội chẳng còn nhìn thấy gì cả, chỉ bằng chết quách cho xong. Tiêu Phong nói, ta đã giao cô lại cho cha cô rồi, sao bây giờ lại đi với gã trang bang chủ này là sao? Bây giờ ông đã nhìn ra, A Tử đi với Trang Tụ Hiền là do tự nguyện bởi vì trang tụ hiền tuyệt đối nghe lời nàng bèn bảo thôi ngươi theo cha ngươi về đại lý mắt tuy mù nhưng vương phủ có rất nhiều tì bọc hầu hạ cũng sẽ không khó chịu lắm đâu a à tử nói mẹ muội có phải là vương phi đâu tiểu muội đến đại lý trong vương phủ người này khen cựa người kia biết bao nhiêu chuyện thủ hạ của cha muội ai ai cũng thù muội bằng chết thể nào cũng bị người ta mưu hại tiểu phòng nghĩ thầm lời nàng quả có lý bèn nói thế thì cô theo ta về nam kinh sống cho yên lành hơn là mạo hiểm đi lại trên giang hồ a tử hỏi lại quay trở lại vương phủ của tỷ phu ư ôi chao trước kia mắt muội chưa mù cũng đã chán muốn bệnh luôn đời nào muội lại quay lại nữa Quỳnh đầu có được như trang bang chủ đây xưa nay chưa hề trái lời muội bao giờ muội thà ở trên giang hồ lênh đênh trôi giạt trong lòng còn thoải mái hơn tiểu phòng nhìn du thản chi một cái nghĩ thầm xem chừng a tử thích cái gã bang chủ này bèn nói gã trang bang chủ này lai lịch ra sao cô đã hỏi ý chưa a tử đáp dĩ nhiên là tiểu muội có hỏi rồi có điều người ta nói về lai lịch của mình đâu dễ gì mà tin được tỷ phu hồi trước khi huynh làm bang chủ cái bang lẽ nào lại nói với người khác mình là người khiết đan sao tiểu phòng nghe nàng nói có chiều châm chọc hừ một tiếng không nói nữa a à, tử nói tỷ phu huynh chẳng soi sóc muội gì nữa sao tiểu phòng nhíu mày thế thì cô muốn như thế nào a à, tử đáp tiểu muội muốn tỷ phu móc mắt cô gái kia lắp vào cho muội nàng ngừng một lát lại nói tiếp trang bang chủ đang định làm chuyện đó cho muội nếu huynh không đến phá rối thì y đã làm xong rồi tỷ phu làm cho muội thì làm để xem huynh đối với muội tốt hay trang bang chủ đối với muội tốt hơn ngày trước huynh bồng muội ở quan đông chữa thương khi đó bảo gì làm nấy muội đòi huynh gì huynh cũng chiều ngay mình ở trong lều dù ngày hay đêm lúc nào huynh cũng bồng muội không rời tỷ phu sao bây giờ huynh quên hết cả rồi đôi mắt du thản trì bỗng phát ra những tia oán độc chừng chừng nhìn tiêu phong như muốn nói a à, tử cô nương là của ta từ nay trở đi đừng hòng đụng vào cô gái kia nữa. Nói cái gì cũng không thể để ngươi bồng. Tiểu phòng không để ý đến y liền nói. Khi đó cô đang bị thương nặng. Ta dùng chân khí truyền vào để giữ mạng cho cô, nên không thể không chiều cô. Cô nương đây là bằng hữu của người anh em kết nghĩa, sao lại có thể móc mắt cô ta cho cô được? Huống chi trên đời này làm gì có y thuật nào được như thế cái ý tưởng của cô quả là quái đản hư trúc đột nhiên xen vào tiểu đệ xem hai mắt của đoàn cô nương chẳng qua chỉ là bị hỏng lớp vỏ ngoài nếu có đôi mắt người sống đem thay vào không chừng có thể sáng trở lại về chữa bệnh tuy hư trúc biết chẳng bao nhiêu nhưng ở với thiên sơn đồng mỗ mấy tháng những phương pháp nối chân thay tay đã từng nghe bà ta nói qua a tử reo lên một tiếng hết sức mừng rỡ hư trúc tiên sinh ông không đánh lừa tôi đấy chứ hư trúc đáp người xuất gia đâu dám nói y chợt nghĩ lại mình không còn là xuất gia nhân nữa rồi mặt mày bẽn lẽn nói lẽ dĩ nhiên ta chẳng lừa cô làm gì có điều có điều a tử hỏi lại có điều làm sao? Hư Trúc tiên sinh tốt bụng ơi, ông kết nghĩa Kim Lan với tỷ phu của tiểu nữ, hai chúng ta là người nhà rồi, tiên sinh nên nghe lời tỷ phu ta. Huynh ấy cứng ta lắm. Tỷ phu, tỷ phu, dù gì chăng nữa, huynh cũng năn nỉ nghĩa đệ chữa mắt cho tiểu muội đi. Hư Trúc đáp, ta có nghe sư bá nói rằng, nếu như mắt không hoàn toàn bị hủy thay đôi trong mắt người sống vào thì có thể sáng ra có điều phương pháp thay con người thì ta lại chưa được học a à tử nói thế thì chắc sư bá của tiên sinh phải biết phương pháp đó xin tiên sinh cầu khẩn lão nhân gia dùng cho hừ trúc thở dài một tiếng nói sư bá ta bất hạnh qua đời rồi a à tử dậm chân kêu lên thế ra người nói nhăng nói quậy để cho vui vậy thôi sao hừ trúc lắc đầu quẩy quệ nói không phải đâu không phải đâu trên cung linh thiếu núi phiêu miểu có rất nhiều y thư dược điển phương pháp thay mắt tàng chữ đó tuy nhiên tuy nhiên a à trúc nửa mừng a à tử nửa mừng nửa lo nói sao ông là một đại nam nhân mà ăn nói ấp a à, ấp úng còn tuy nhiên với chả có điều gì nữa hừ trúc nói. Tuy nhiên, tuy nhiên, con mắt quý báu biết là chừng nào. Có ai mà lại bằng lòng cho cô được? A tử cười hì hì nói. Ta lại tưởng chuyện gì khó khăn. Chứ muốn có mắt người sống thì dễ ợt. Ông cứ bóc mắt cô bé kia đi là xong ngay. Trung Linh kêu ré lên. Không được, không được. Các người không được móc mắt ta. Hừ trúc đáp. Đúng thế, suy bụng ta ra bụng người cô không muốn bị mù chúng cô nương lẽ nào lại muốn mất đi đôi mắt tuy rằng đức thích ca kiếp trước có là khi còn là bồ tát đã từng đem mắt mũi máu thịt xương tủy chân tay để bố thí cho người khác thật nhưng chúng cô nương làm sao có thể sánh với phật tổ như lai hơn nữa chúng cô nương là bạn tốt của tam đệ ta đột nhiên y thấy chấn động Chết rồi, không xong. Hôm trước, ở trong cung linh thiếu, ta và tam đệ uống say thổ lộ nỗi niềm. Thì ra ý trung nhân của y chính là mộng cô. Xem ra tam đệ đối với trung cô nương tốt như thế. Vừa rồi mới nghe y nói với A Tử. Tha, tha để móc mắt y ra, còn hơn là làm hại tới trung cô nương. Con người có ngũ quan tứ chi, mắt là trọng yếu hơn cả đàm đệ vì trung cô nương dám bỏ cả đôi mắt chẳng nói cũng biết là tình ý thâm trọng lắm không lẽ trung cô nương đây chính là mộng cô người đã cùng mình vui vầy ba đêm ở trong hầm băng hay sao y nghĩ tới chuyện đó không khỏi run lên quay đầu liếc lén trung linh một cái thấy nàng tuy mặt mũi dính đầy tro than dơm dạ nhưng không giấu được vẻ yêu kiều hư trúc ở với mộng cô một thời gian khá lâu có điều trong hầm băng tối thui không có ánh sáng nên mặt mũi mộng cô ra sao y hoàn toàn không nhận biết được ngoại trừ giơ tay mò mò trên mặt thì may ra còn có chút manh mối hai tay vòng ôm chiếc eo thon cũng có chút đầu dây mối nhợ thế nhưng đang ở nơi thanh thiên bạch nhật bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào ai lại dám giơ tay sờ mặt trung linh còn như chuyện ôm ngang lưng thì lại càng không dám nghĩ đến chuyện ôm mộng cô trong tay mặt hư trúc liền đỏ bừng giọng của trung linh so với mộng cô có khác nhau thật nhưng lại cho rằng người nói chuyện trong hầm băng với ở ngoài đồng không bông quạnh dĩ nhiên phải khác huống chi những lời mộng cô nói với y chỉ là òn thót ân ái còn trung linh lúc này là đang kêu ré lên vì sợ tình hình dĩ nhiên khác xa ngữ âm có đổi thì cũng không phải là chuyện lạ hư Trúc châm bẩm nhìn trung linh chỉ muốn thó tay ra vuốt má nàng một cái để xem nàng có phải là mộng cô của mình hay chăng y trong lòng tình ý dâng tràn vẻ mặt tự nhiên đầy say sưa đắm đuối Trung Linh thấy anh chàng có vẻ dễ chịu thân cận, xem ra không muốn móc mắt mình nên cũng yên tâm. A à Tử nói: Hư Chúc tiên sinh, ta là em ruột của Tam đệ ông, còn Trung cô nương kia chẳng qua chỉ là bạn bè. Em gái và bằng hữu hai bên dĩ nhiên phải khác xa nhau chứ. Đoàn Dự được uống cửu chuyển hùng xà hoàn của lưng linh thiếu cung. Trong giây lát máu không còn chảy ra nữa, thần chí dần dần tỉnh lại. Việc thay mắt nghe không rõ ràng, nhưng câu sau cùng của A Tử thì nghe rõ một một, nhịn không nổi hừ lên một tiếng nói. Thì ra, người đã sớm biết là em gái của ta rồi, vậy sao còn gọi người định giết hại ta? A Tử cười nói, tiểu muội trước nay đã nói chuyện với ca ca đâu làm sao nhận ra được tiếng nói. Hôm qua nghe Gia Gia má má nói, mới biết được vị đại anh hùng cùng anh rể mình và hư trúc tiên sinh này đã kết nghĩa anh em, đánh cho mộ dung công tử thua liền xiềng, lại chính là anh ruột, quả thực hay biết bao. Tỷ phu, tỷ phu của muội cũng là đại anh hùng, mà anh ruột cũng là đại anh hùng, thật sướng quá đi thôi đoàn dự xua tay nói. Có gì đâu mà đại anh hùng, chả bỏ làm trò cười cho người khác. A à tử cười đáp, chào ôi, ca ca sao khách sáo thế. Anh hai ơi, huynh chui trong đống củi, tiểu muội làm sao biết được ai với ai, mắt muội lại không nhìn thấy gì. Đến khi nghe tỷ phu của muội gọi là đại ca, lúc đó mới biết là anh hai. Đoàn dự nghĩ thầm, cô ta nói quả không sai, bèn nói. Nhị ca, nếu đã biết cách chữa mắt, thể nào cũng tìm cách chữa cho người. Còn mắt của chung cô nương thì nhất định không thể nào xâm phạm được. Cô ấy, cô ấy cũng là em gái của ta. A tử cười khanh khách. Hôm qua khi ở trên núi, muội thấy... Sư huynh hết sức lấy lòng vương cô nương, sao bây giờ trong chớp mắt lại chuyển qua chung cô nương rồi? Cả đến em gái ta mà cũng dám mở mồm nói được. Thì tiểu ca ơi, huynh quả là không biết hổ ngươi chút nào. Đoàn dự bị nàng nói, khiến mặt đỏ như gấc, vội vàng khỏa lớp đi. Chỉ nói nhằng nói cuội. À tử nói, ví như chung cô nương là chị dâu muội thì dĩ nhiên không ai dám đụng đến mắt cô ta còn như không phải chị dâu muội thì sao lại không đụng được tiểu ca ca hỏi lại này cô ấy có phải chị dâu của muội không hư chúc liếc mắt thăm dò đoàn dự chống ngực đánh thùng thùng không biết trung linh có phải là mộng cô hay chăng nếu không phải thì chẳng nói làm gì còn như nếu quả là mộng cô mà lại để đoàn dự lấy làm vợ thì thật không biết nói sao y trong bụng thấp thỏm đợi câu trả lời của đoàn dự, chỉ một giây mà tưởng chừng như mấy giờ liền. Trung Linh cũng đợi đoàn dự trả lời nghĩ thầm, hóa ra con nhỏ đuôi này là em gái anh chàng, đến cô ta cũng nói là anh ta lấy lòng vương cô nương, xem ra chuyện anh ta mê cô ả họ Vương không phải là giả. Thế sao mới đây lại bảo ta là sư nương của nhạc lão tam? Sao anh ta lại đành lòng đem mắt mình để chịu thế mắt cho ta? Sao trước mặt bao nhiêu người lại bảo ta là em gái? Chỉ nghe đoàn dự đáp. Dầu gì chăng nữa, cũng không thể để ngươi làm hại đến chung cô nương. Ngươi còn ít tuổi mà đã không chịu làm điều tốt. Chữ vạn lý, chữ đại ca của nước đại lý, cũng do ngươi chọc tức mà chết. Ngươi còn có bụng dạ xấu xa, nhị ca ta sẽ không chữa bệnh cho ngươi đâu a à tử vênh mặt lên bĩu môi nói xi sì, làm ra vẻ sư huynh mới nói chuyện với nhau lần đầu đã không ân cần thì thôi lại ra chiều lên mặt dạy đời tiểu phòng thấy đoàn dự vẫn còn nhợt nhạt nhưng nói năng rành mạch trung khí tạm thời hưng vượng biết rằng cử chuyện hùng xà hoàn của linh thiếu đã cấp kỳ hiệu nghiệm tính mệnh không còn đáng lo liền nói. Tam đệ, thôi tất cả, cùng vào trong nhà nghỉ ngơi một lát, rồi sẽ bàn tính phải làm gì. Đoàn dự nói, hay lắm. Chàng liền đứng lên định bước đi, trung linh vội kêu. Ấy chết, dự ca, chớ nên loạn động khiến cho vết thương lại vỡ ra. Giọng nàng đầy vẻ lo lắng, tiêu phong mừng rỡ nói. Nhị đệ, Linh dược trị thương của ngươi quả là thần kỳ không gì sánh bằng. Hư trúc âm ừ, trong bụng vẫn phập phồng về mấy câu nói quan thiết của Trung Linh. hoang mang như kẻ mất hồn. Mọi người đi vào trong nhà. Tiêu Phong vừa đi đến cửa, đã thấy xác tống trưởng lão cùng bốn gã đệ tử cái bang nằm dưới đất. Không khỏi vừa sợ vừa giận, nhìn chăm chăm vào A Tử và Du Thản Chi thở dài một cái rồi cùng hư trúc đem năm người này đi chôn khi đó trời đã nhá nhem bốn nàng mai lan trúc cúc liền châm đèn kẻ pha trà người nấu cơm phục thị tiêu phong hư trúc đoàn dự và trung linh còn a tử và du thản chi thì không ngó ngàng gì tới a tử trong bụng tức tối nhưng nghĩ đến muốn được cho mắt sáng trở lại thì phải cầu khẩn hư trúc nên đành nén giận. Hết phần 75